Chào các bạn. Ở bài này mình sẽ nói về chèn, biểu tượng và khối 3D. Thì đầu tiên là chúng ta chèn, chúng ta vẫn là cái menu Insert là chèn. Icon là biểu tượng, chúng ta chọn biểu tượng. Biểu tượng là những cái hình vẽ, ví dụ như là hình động vật nè, hình mũi tên, hình bóng đèn, hình kính lúp nè, rất là nhiều. Các bạn có thể tìm những cái gợi ý. Ví dụ như đây mình sẽ chèn cái hình cái điện thoại. Chúng ta chọn và chúng ta insert là chèn. Các bạn sẽ thấy là nó cũng tương tự như là tấm ảnh. Nhưng mà ở đây là sẽ nó tên là graphic. Là một cái hình vẽ, một cái biểu tượng. Nó là một tấm ảnh nhưng nó lai giữa cái hình khối, nên là sẽ có thứ nhất là cũng có mục fill, là cái mục chúng ta đổ màu cho cái hình. Mục outline là cái đường viền cho cái hình và những cái hiệu ứng ở cái bài mà mình nói đến hình khối. Nghĩa là cái này nó cũng là một cái hình khối. Rồi. Và nó cũng là một tấm hình nên nó có thuộc tính của cái quy định vị trí, quy định cái tính ở trên cái chữ hoặc là dưới cái chữ, hoặc là chiếm một dòng hay là chữ xung quanh nó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ gõ nhiều cái chữ lên để các bạn sẽ hình dung ra được. Cái này cũng tương tự như cái bài chèn hình và chèn hình khối, nhưng ở đây là chèn biểu tượng icon. Thì đây là một cái tấm ảnh nhưng mà nó mang thuộc tính là một cái hình khối, hình vẽ. Ví dụ như mình sẽ chọn ở giữa, các bạn sẽ thấy là nó cũng tương tự như format cho tấm ảnh. Ở đây mình sẽ chọn nó là chữ xung quanh nó, hoặc là nó nằm ở trên chữ. Nó nằm ở dưới chữ. À, các bạn có thể là hình dung khi mà nó ở dưới cái chữ nè. Chúng ta lưu ý, ví dụ như tấm ảnh này mình đã chọn nó ở dưới chữ. Các bạn có thể thấy là khi mình nhấp chuột vào là mình đang chọn cái chữ chứ mình không chọn nó nữa. Bây giờ làm sao để chọn nó? Chúng ta ở cái mục menu Home. Bạn để ý là có cái hình có con chuột. Có cái chữ select là chữ lựa chọn đó. Vậy là mình sẽ nhấn con chuột vào, chúng ta chọn là chọn đối tượng. Thay vì là chọn cái văn bản thì chúng ta chọn là tôi muốn dùng con chuột để tôi chọn một cái đối tượng. Bạn đưa vào. Đó, máy sẽ hiểu là mình đang chọn cái tấm ảnh. Rồi mình chọn lại, ví dụ như chọn chồi lên trên. À, thay vì là ban đầu là sẽ là mình sẽ chọn là cái chữ, nếu mà mình đưa con chuột vào là mình chọn chữ. À, mình lỡ ví dụ như mình lỡ đưa nó xuống dưới nó bị ẩn đi không chọn được nữa, chúng ta nhớ vào menu Home có cái mục Select, chúng ta chọn Select Object là chọn đối tượng. Rồi chúng ta nhấn vào. Vậy là máy sẽ hiểu là mình muốn chọn một cái đối tượng chứ không phải mình muốn chọn văn bản. Rồi mình chọn lên lại. Rồi mình chọn là chữ nằm xung quanh nó. Ngoài ra là cái này là sắp xếp đưa lên trên cùng, đưa xuống dưới,
hoặc là chọn một cái bảng, chọn chọn cái danh sách đối tượng đó. Ví dụ như mình chèn thêm đi, chèn thêm một biểu tượng khác nữa, mình chèn thêm biểu tượng khác nữa. Đây mình sẽ chèn ba cái biểu tượng này ha, và các bạn sẽ thấy là đây mình cũng cho nó thả trôi luôn cho các bạn dễ hình dung. Thả trôi nhưng chữ xung quanh để không chiếm mất cái chữ. Rồi bây giờ ví dụ như tấm hình, bạn thấy là cái hình vuông cái thùng này, ví dụ như cái con này, con heo, con sư tử, con bò gì nè đó, nó trên cái điện thoại. Bây giờ mình sẽ chọn nó xuống dưới, mình có thể, thứ nhất là mình có thể nhấn chuột phải vào nó luôn, đưa xuống dưới là send to back, đưa xuống một cái, hay là đưa xuống cái menu này là đưa xuống một lớp, còn cái menu này là đưa xuống dưới cùng đó, mình đưa xuống dưới cùng. Hoặc là cái thùng này nó đang ở trên cái điện thoại nè, mình sẽ đưa xuống dưới cùng, bạn sẽ thấy là cái điện thoại nó nằm trên. Rồi mình chọn cái con heo lại, mình chọn đưa lên trên cùng, front, đưa lên một cấp nè, cái này là đưa lên hết tất cả các cấp. Còn ở đây là cái bảng danh sách để chọn, dường như bạn chọn số 6, bạn chọn số 4, 7 là tên của cái đối tượng đó. Đây mình có thể nhấn chuột vào nó, cũng giống như cái mục chúng ta chọn dùng chọn đối tượng, thì ở đây có cái bảng panel là một cái tấm bảng những cái đối tượng có thể chọn. Rồi. Ở đây có cái mục xoay, xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ, xoay ngược kim đồng hồ, lật trên dưới, lật trái phải. Ví dụ như cái con này, động vật này dễ nhìn hơn, chúng ta chọn xoay 90 độ, xoay ngược 90 độ, đó, lật trên dưới nè, lật, xoay trái phải. Rồi cũng là chỉnh kích thước, các bạn có thể đưa vào cái mép gốc hoặc là chỉnh không giữ tỷ lệ đó. Chiều cao, chiều rộng. Rồi ngoài ra các bạn có thể để ý là có cái mũi tên, phía mũi tên xoay, đây là mình có thể xoay cái con đó, xoay cái tấm ảnh đó. Đây mình xoay ở cái bài chèn ảnh cũng có cái mục này, và riêng cái phần sáp này, cái tấm biểu tượng này nó có cái mục Convert to Shape, là nó sẽ hỏi mình là có muốn đổi thành một cái hình khối không. Chúng ta có thể chọn Yes, đây nó sẽ trở thành hình khối, nó thành Shape, nó không phải là graphic nữa, nó thành Shape, nó trở thành hình khối luôn. Vậy là chúng ta có thể để yên vậy, chúng ta để là graphic, hoặc chúng ta chỉnh nó thành sáp. Sáp là nó trở thành một hình khối luôn. Còn ở đây là graphic, có những cái menu cũng tương tự như là sáp thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái hướng dẫn chèn icon. Bây giờ mình nói luôn là chèn
hình 3D. Trang hình 3D cũng vào insert và 3D. Model là những cái hình khối, những cái mẫu. Model là giống mẫu vật, những cái mẫu. Ví dụ như mình chọn cái mặt cười này. Rồi, hình đã được chèn. Bạn sẽ thấy cũng tương tự, cũng có cái menu 3D khối xuất hiện. Đây là chỉnh kích thước, chỉnh vị trí, cách trình bày, sắp xếp thứ tự cho nó. Rồi, cái 3D này nó khác ở chỗ nào? Là chúng ta có thể xoay cái hình đó theo cái hướng mà mình muốn nhìn. Các bạn sẽ thấy đây là một cái tính năng chèn ảnh nhưng mà là ảnh khối 3D. Xu hướng hình ảnh 3D nên trong bộ Office có hỗ trợ chèn ảnh hình khối 3D là ở 3D Model. Model là mẫu, là sản phẩm mẫu đó. Chúng ta có thể chèn. Cái này là những góc xoay của cái sản phẩm đó. Còn đây chúng ta đưa chuột vào cái hình xoay, chúng ta có thể xoay xoay lên, xoay xuống. Rồi, những cái chỉnh này vẫn như bình thường, chúng ta có thể chọn là thả trôi trên văn bản hoặc là chiếm diện tích văn bản, chữ xung quanh. Và đây mình có thể là chỉnh cho căn trái chữ bên phải. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem bài này. Bài tiếp theo mình sẽ nói đến những cái mục Smart App, biểu đồ và chèn những cái hình chụp và những cái menu khác nữa. Cảm ơn các bạn đã xem bài này.